Chào các bạn, ở vài video này tôi chia sẻ cái ý là lọc cái email sống chết trong cái danh sách email khách hàng tiềm năng của chúng ta. Rồi, thì cho dù cái cách chúng ta xây dựng cái danh sách khách hàng tiềm năng như thế nào, bằng opt-in hay là bằng inbox từ một cái nguồn nào đó, hay là cái danh sách khách hàng từ cái list data cũ của chúng ta ở trong sổ tay, rồi ở trong Google Calendar, trong điện thoại đó, thì cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì sau một thời gian chúng ta tương tác với cái list email đó thì chúng ta cũng phải lọc lại email, lọc lại trong cái danh sách 100.000 email đó là email nào còn tồn tại, còn hoạt động, và email nào là đã chết. Chứ còn không thì hệ thống thì chúng ta gửi qua các cái SMTP server, nó sẽ lưu ý cái vấn đề này và ra những cái hình phạt nếu mà trong cái list email của chúng ta có quá nhiều cái địa chỉ email chết. Chúng ta lưu ý cái vấn đề này. Nếu mà các bạn sử dụng cái server của SMTP của Amazon, mà cụ thể dịch vụ Amazon SES, thì cái điều này nó phạt rất là nặng. Ngày xưa thì nó có 5% email chết ở trong cái list data thôi. Và bây giờ thì sao, nó chỉ cần là lớn hơn 1%, có nghĩa là gì? 1.000 email, 100 email đi, mà hơn 1 email là gì? Là nó đã khóa cái tài khoản của chúng ta rồi. Thì tất cả các cái server SMTP đều vậy. Đó, thì các bạn nhìn đây, rất là may mắn rồi, sẽ cho SendMart tích hợp sẵn ba cái dịch vụ lọc email, đó là Kickbox, The Checker Verify. Đây, Kickbox đây, bạn xem kickbox.ingano, đây là The Checker.io, đó, và đây là Verify gạch ngang email.org. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn như sau. Bạn vào sending này, đấy, các bạn vào email verify này, đó, email verify cái sản, rồi chúng ta add server. Ở đây, đó, chúng ta sổ cái menu ra có ba cái có sẵn rồi. Tôi làm demo, tôi làm cái kickbox thì thôi. Các bạn xem ha, cái địa chỉ là kickbox.ingano. Đó. Cái địa chỉ nó như vậy đó. Thì sao cả ba cái giải pháp này rất là may mắn là họ đều cho chúng ta là trải nghiệm miễn phí. Đương nhiên là số lượng cái email verify nó hạn chế. Thì cái chuyện này thì chúng ta chấp nhận thôi. Đó, chúng ta sẽ tạo ra những cái account và chúng ta sẽ làm sao để cho cái kickbox này hoặc là The Checker này nó tương tác, nó kết nối được với cả cái hệ thống SendMart. Rồi, đã, tôi hoàn thành các cái bước đăng ký, rất là dễ. Đây, verify, quên, bước confirm lại cái địa chỉ email. Tôi đang đăng ký cái tài khoản là kickbox.io đấy. Đây, tôi sử dụng cái email là info@kubit.com. Rồi, bấm vào confirm đây. Đó, bấm vào confirm để tôi xác nhận. Các bạn thấy đây. Rồi, như vậy là active thành công rồi đó. Rồi, tôi sẽ đăng nhập vô. Đó, đăng ký và confirm. Và bây giờ tôi sẽ đăng nhập vô thôi. Chúng ta xem, đây là cái giao diện bên trong đây của cái dịch vụ Kickbox Verify. Rồi, chúng ta vô cái rất là nhiều kiểu kết nối đó, API. Và nó cho chúng ta là 100 credit tương đương với cả credit, có nghĩa là tương đương 100 email ra verify đó. Đó, chúng ta generate ra một cái API mới, kết nối bằng hàm API bằng hàm đặt tên này. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào những ô vuông này, chọn hết đi. Đó, rồi bấm create key là tạo cái key, tạo cái API đó. Đây, đó, bấm cái con mắt này để chúng ta copy hết các bạn nha, copy từ đầu đến cuối, đó, Ctrl C. Giờ thì chúng ta qua bên SendMart, chọn kickbox ở đây. Rồi, và chúng ta sẽ dán vào cái API key ở đây. Đó, cái name mà chúng ta đặt, cái name gì chúng ta đặt. Đó, như vậy là chúng ta có thể add vô được một lúc ba cái server này. Ba cái server verify này. Đây, chúng ta chọn cái hạn ngạch này. Đó, chúng ta bắt đầu chọn hạn ngạch. Đó, nó cho nó verify là cái số lượng bao nhiêu đó. Để chi, để tự động nó hết hạn ngạch, nó chuyển qua cái server tiếp theo. Rồi, đến đây thì chúng ta nhập cái hạn ngạch và chúng ta bấm lưu lại. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, như vậy là tôi nhập xong một cái server verify rồi đó. Bây giờ tôi vô cái list này. Đây, cái list là list demo tôi tạo, tôi có 5 email thôi, chọn cái chỗ này. Đó, chúng ta sẽ có cái mục verify ở đây. Đây, email verification này. Đó, chúng ta chọn vô. Rồi, sau đó là chọn cái server. Đấy, chọn cái server đó. Nó nãy chúng ta đặt tên ấy. Rồi, bấm. Đó, start verification. Đó, chúng ta thấy đây, nó đang verify này. Chúng ta thấy hay là nó verify trực tiếp ở trong cái giao diện của cái email SendMart luôn. Rồi, verify xong. Làm sao để chúng ta để kiểm tra lại cái quá trình verify bây giờ? Tiếp theo là chúng ta sẽ, đó, đã báo xong rồi các bạn này.
đó, no thì đó, nó xong rồi đó, 5 trên 5 là xong rồi. Rồi chúng ta vô cái giao diện của kick kick up thôi, à, kick box thôi. Đây, chúng ta vô account này. À, chúng ta lưu ý này. À, đây, kick box setting này. Đó, chúng ta thấy không? Hồi nãy là 100 credit, bây giờ nó là còn 95 credit rồi đó các bạn đấy. Đó, 95 rồi này. Như vậy là năm cái email nó đã gửi đến cái dịch vụ kickbox rồi. Đó, được chưa ạ? Như vậy là nó đã thông được với cả kickbox, hoặc là ngược lại kickbox nó đã kết nối được với cả là gì? Là SendMart rồi. Các bạn thấy đó, như vậy là rất là nhanh và dễ đúng không ạ? Đó, cái email nào mà sau đây nó báo cho mình các bạn này. Delivery các là email tốt đó. Email nào tốt, cái email xấu sẽ báo ở trong đấy hết. À, rất là dễ. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái đăng ký dịch vụ Kickbox và dùng cái dịch vụ Kickbox này để tương thích với cả cái hệ thống email SendMart để lọc email sống chết. Mà hay cái là gì, chúng ta lọc trực tiếp ở trong cái trình quản trị của SendMart luôn. Chứ bình thường là chúng ta lọc là sao, đầu tiên là trong cái list đó, cái danh sách khách hàng chúng ta phải xuất ra đúng không ạ, xuất ra cái file Excel chúng ta import vô Kickbox này hoặc là những cái dịch vụ lọc email cho nó lọc, và sau đó chúng ta lại xuất ra xong rồi chúng ta lại lấy cái file xuất đó chúng ta lại import lại là import lên cái trình là tạo cái list mới của cái email marketing. Như vậy là chúng ta rất là nhiều bước và mất công. Như vậy là gì, chúng ta làm cái như thế này là gì, là chúng ta chỉ cần là một bước duy nhất thôi, là chọn một cái mục email email verify connection ở trong cái list ở trong cái SendMart là xong. Bạn thấy vừa nhanh vừa đơn giản mà lại là rất là hiệu quả. Rồi, bài chia sẻ của tôi đến đây là hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.